Rồi bác nói, hay mình lại tiếp tục cô bác ơi. 1, 2, 3, 4, có mấy giờ 1? 1. Đó, bữa nay mới đi nhận hàng về cô bác ơi. Nơi quá trễ rồi. Nè, cái ba lô của mình may xong rồi, cô bác thấy đẹp không? Ồ, đẹp ghê chưa? Đó, cái này may thêm. Cái này cũng may thêm. Đố cô bác biết cái này là mình may thêm, giống như đồ hiệu của nó ha. Còn ở dưới nè, sân tia nè, hai cái sân tia mai nè, có thấy ha, mai khéo quá ha, làm thợ mai được, học siêu đồ bếp mà, kéo ra ha, gắn vô hai kéo này kéo xịn không đó có, hai cái này là hàng xịn không đó, rồi còn cái sân tia trên này của nguyên viên nó thì cũng xịn, cũng bằng đồng không hả, nhìn đẹp ha, cái lô gọn quá, còn hơn luôn nhỏ xíu luôn. Bên này con mình có cũng có một cái nữa nè, mấy cái này thì bằng inox thôi cô bác, bằng inox thôi, mấy cái này thì nó cũng xịn sò lắm nè. Nè, chắc này đi nấu cơm nè, trễ quá rồi, này quá trễ rồi, quá trễ rồi. 1 2 3 4 1 1. Sợ cái âm thanh nó hơi nhỏ quá. 1 2 3 4 1 2 3 4 nên dỡ cái mic cái đồ chắn gió không, hoặc cái để đồ chắn gió nhiều khi nó xèo xèo quá không nghe, để quay lại ở phía trước đi cho nó xuôi hướng đi, cái này thì nó cứ bật ngửa hoài ta. 1 2 1 1 rồi. Bật đèn lên có rồi, bữa nay không có gắn cái đèn trong thang máy nó trễ quá rồi, gắn không kịp rồi. Thì hồi nãy có mua được bọc nấm chai, nhiều khi tự thưởng cho bản thân bạn mặn á, thì ông anh hồi sáng ông cho thịt này là bên ăn mặn rồi, chỉ là xong bên chai của mình thì kho nấm rồi, hai cái loại ăn có rất đơn giản vậy thôi là mình ăn được rồi đó. Cái này thì bỏ vô hâm lại cái đi, cái chảo rồi đổ cái lại người ta luôn. Cái máy này bữa nay thay máy mới nha, có phải quay coi nó đẹp hơn máy kia không nha, nó gì chứ phải đẹp hơn cô bác, tại nó tốn tiền mà. Rồi quay bên kênh này thì ít cô bác coi thôi, nhưng mà được cái bên này nó mới vui. Cái kia cũng giống như công việc kìa, còn cái này là cái cá nhân. Cái này cuộc sống cá nhân, còn cái kia là bên công việc. Bên này là mình sống tự do của tôi, bên kia thì nhiều khi nó hơi gò bó chút xíu. Trời. Đồ kho kho. Xong. Thêm chút nước để trừ hao mình hâm á cô. Phải mua được, trời ơi kiến nó cũng leo lên cái gì muối, mua bọc muối mà bây giờ kiến nó cũng leo lên ăn nữa, là cái thời gì đâu mà kỳ cục không hiểu được. Trời ơi muối mà nó cũng leo lên, nó kiếm đường nó vô nó ăn bộ. Cái điềm này là cái điềm ta gọi là đói kém dữ lắm hả, giữa của tôi chó ăn đá mà gà ăn sỏi, nghĩa là đói giống như là cái nạn 1945 nữa của tôi, chết rồi. Gần 2 triệu người. Chết khủng khiếp vậy đó. Mà thống kê chưa chính xác nữa. Có nghĩa là khi người ta đói quá đó cô bác ơi, gặp cái gì cũng ăn chứ. Rồi tới chừng mà người ta nói đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa đó cô bác ơi, giày dép mà cũng tưởng đồ ăn được nữa. Ta nói ăn giày ăn dép đó, nghe giống như là núi dốc. Nhưng mà thật sự ăn giày ăn dép là nghe ông bà lớn tuổi kể có. Nhưng mà theo mình đọc những cái sách truyện và lịch sử á, thì nó có thiệt của bác không? Tại vì sao? Không phải ăn giày ăn dép đâu. Mà tại vì cái giác đó mà nó bắn loạn tâm thần của bác ơi, giác đó nó ảo tưởng rồi đó. Cái đầu của mình mơ mơ màng màng đó, gặp cái gì á, thì cũng tưởng tượng ra là đồ ăn chứ. Tại đói quá mà. Giống như cái người nào mà nhớ người nào quá đó, gặp cái người nào lại và tưởng. Giống như mấy bà mẹ mà nhớ con đó, cô bác ơi, gặp ai đi ngoan ngang cũng tưởng con mình. Cô kêu mơ mơ màng màng tưởng con mình. Thì bây giờ làm cái nấm này bắt đầu kể tiếp.
Rồi thế mà những cái người mà đói đó của cô giấc này chỉ nghĩ đến cái gì ăn không, thì bây giờ đi gặp cái gì cũng nghĩ là đồ ăn chứ cô, thì nó là cái gì đó. Chứ không phải là ai mà khùng điên mà ăn vậy ăn vét, bình thường quá đâu ăn vậy ăn vét, nhưng mà tới chừng mà đói rồi đó cô á, tôi qua mắt rồi đó, nó biết đường rồi đó, chắc nó mơ mơ hồ hồ thấy cái gì cũng tưởng là cái đồ ăn được. Giống như mấy cái người mà đi ở ngoài sa mạc mà bị lạc đó cô á, người ta kể lại đó, hồi ơi dốc cát lên mà ăn, dốc cát lên mà uống, người ta tưởng như là suối, người ta tưởng tượng cái giác đó là có dòng suối trước mắt, cái giác đó là nó mơ hồ rồi, đói quá rồi. Đầu óc mơ hồ bắt đầu dốc nước lên bỏ vô miệng mà tưởng tượng nó là nước không, hồi chết luôn. Còn nhiều người khác quá đó cô á, tôi mà đi ngoài biển nó đâu có nước ngọt mà uống, tưởng tượng ở đó là ngọt hay gì đó mà dốc lên mà uống uống hồi chết luôn, chết đủ kiểu chưa. Cũng con người mà chết đủ thứ kiểu chết, nó hôm qua kể cái câu chuyện của hai cái ông kia mà kể chưa xong. Rồi kể tới cái chuyện mà cái bà giết chó mà dạy chồng đó cô, dạy chồng dạy khéo hả cô, cái chuyện nó không biết có thật hay không nhưng mà mình rút ra được cái ý nghĩa đó cô, tôi cũng hay hết biết. Nhiều người chơi với mình chứ kiếm một người mà thiệt tình đó cô, tôi chơi mà cái kiểu mà không cần lo nghĩ chứ thì nó cũng hiếm dữ lắm đó, chứ không phải chuyện chơi. Bạn bạn chứ nhiều khi cô bác cũng phải đề phòng, cũng phải lo lắng, chưa có dám nói hết mình phải không cô bác, giả sử gì đó trong gia đình cô bác có chuyện gì riêng tư cô bác dám đưa hết cho nó, nói hết cho nó không, rồi nhiều khi nó đem ra cả làng nó buôn bán hay ví dụ như là cô bác mình có chuyện gì cô bác nói với mình đi, mình kín tiếng như lắm, mình tốt bụng với cô bác đó, mình đem ra mình nói chừng 800 người nghe thôi, hoặc làm phim mà chừng vài ngàn người coi thôi. Tốt bụng hết sức bởi vì coi chừng cái giác này vui vui còn giấu cho cô bác đó, chứ vài bữa mà cái gì mà cô bác với mình có trục trặc cái gì mình đem cái xấu cô bác nói ra không. Thành ra kiếm một người mà tốt thiệt đó cô bác ơi hiếm lắm chứ không phải dễ đâu. Cái gì mà người ta nói ba đồng một mớ người ta đó, người thì năm cắt rồi người ra 5 đồng gì đó, người thì một cắt rồi người ra 5 đồng gì đó. Rồi có nghĩa là người thì nó có giá trị của bác ơi, một người không có miếng giá trị nào chứ, người tính bằng cắt, người tính bằng đồng, ví dụ như người tính bằng triệu, người tính bằng ngàn. Ví dụ như mình nhiều chuyện đi đem ra mà bán á cô bác ơi, không có ai mua chứ về nói chuyện mệt chừng chết luôn. Mua cái người nào mà ít nói á, cho nó khỏe. Thành ra mình không có giá trị gì chứ, đem ra chợ bán cho cái thằng mỏ nhỏ là bán chừng 5-7 ngàn đồng, còn cái cô bác nào mà điềm tĩnh này kia đó nha, tốt bụng thiệt thà gì đó, hiền lương chân chất gì đó thì bán tiền triệu, còn cái kiểu như mình nó bán á cô bác cười có chó nó mua. Không nhiều chuyện quá. Bởi vì 3 đồng một mớ người ta đó, người thì 5 cắt mà người ra 3 đồng 5 đồng gì đó, người thì quý người thì không quý, thành ra giống như cái câu chuyện hôm qua nhỏ lửa đi, không biết bữa nay mình ăn canh gì nữa nè, thôi bây giờ gọt gọt mướp đi, hồi nãy lại tới cái bến đò thấy bà, thấy cái bà cụ kia bà bán mướp thấy cũng thấy thương quá, thành ra mình ghé mình cũng mua mướp nữa, vừa có lợi mình lợi người nữa quá ơi, chứ không phải mình tốt lành vậy mình mua về mình ăn chứ đâu phải là mình chứ không đã đâu. Thay vì mua chỗ kia thì mua chỗ này thấy cũng có lợi, ví dụ như 5 ngàn cũng bán gần kia cũng 5 ngàn, mà thấy cái người nào nghèo khổ mình lỡ mình mua cái người nghèo khổ đó nó cũng giá đó cô bác tôi, nhưng mà nó nó thúc đẩy cái lòng từ bi mình chút xíu, tại thấy thương người thấy tội nghiệp phải không cô bác, giả sử gì đó cũng một cái mua đó quá tôi, nhưng mà mua nó khác nhau trơn rồi phải không, nó cái tâm mình nó suy nghĩ thôi thì nó cũng đỡ được một chút, ác ác rồi cho lâu lâu cũng thiện được chút xíu cho bộ. Rồi lỡ là niêm luôn cho cô bác ơi, để một hồi quên nữa, còn này thì tạm thời gì đi để chiều, mà chiều hâm cái nữa để đồ đũa đây hồi nóng hổi, rồi ngóc đầu lên chút xíu coi ve lại này chút xíu coi thấy gì không biết, thôi tượng trưng đi cô bác ơi.
này chút muối nè, cái này nấm mà. Ủa lộn lộn, đường 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 đường, khoan tâm chút xíu là nó chặt lắc liền thấy không. À, rồi bây giờ đổ mấy cái này vô nè, thiệt tình cái thời gì đâu mà kỳ cục, kiếp và kiến mà nó cũng ăn muối nữa. Cái đợt trước đó, cô bác còn nhớ những cái series trước, những series cơm nhà quê hay gì đó, cô bác còn nhớ đó. Rồi cái keo mà đựng đựng muối truyền thống luôn đó cô bác, không có lộn đường đó, không có lộn cái muỗng múc đường luôn, mà không hiểu sao kiến nó vô cái keo đường, kiến nó vô cái keo muối nhấp chơi ngộ hết sức luôn, cái thời gì đó mà kỳ cục. Hả là trong đường này người ta có pha, trong muối này người ta có pha đường ở trong để cho nó ngót ngót hay sao thì mình không hiểu, nhưng mà ngộ quá, cái thời gì đâu mà kiến chui vô muối ta. Cái này hơi mặn mặn chút xíu đi, đáng lẽ người ta còn ngâm muối nó có ác ơi, còn cái này mình đem về mình chơi luôn. Núm này người ta còn ngâm muối này kia để cho ra côn trùng này kia đó, mà thế này thôi siêu đồ bếp nấu dữ dằn mình để vô ăn luôn. Hồi nhỏ hay nói là con gà con vịt ăn dơ ở giấy ra chỗ khác đầu thai. Bây giờ đổi lại thằng siêu đồ bếp ăn dơ ở giấy ra chỗ khác đầu thai. Rồi giấc mày bỏ vô chút nước tương. Để cho nó cái nước của nó sạch sạch mới giống kho ăn quá. Thôi là nó không có sạch sạch cái nó kỳ lắm nha, tranh thủ nha, bữa nay trễ dữ lắm rồi, bữa nay ăn cơm một giờ mấy luôn. Tiêu nói chung là để vô đủ bộ đi, đây chờ nó chín thôi, giờ mình không có thời gian rồi có. Đang ra mấy gia vị này kia gần chín á, thì mình mới để vô thì nó mới đúng kỹ thuật. Còn cái này để tán loạn ở bên trên. Ôi giờ kể chuyện hai ông kia nè. Rồi xong rồi đó, bây giờ để đồ đũa trên này đi, bây giờ nấu nồi canh nè, giờ phải có canh mới được, có tôi người lớn cũng cần canh mà mình cũng cần canh luôn nữa. Cái này đổi đổi thường, người lớn hay về cái người nhỏ mình cũng cần canh nữa. À, rồi bây giờ tới cái này, này bữa nay cái món chánh nha, kho nấm. Ôi vậy là bữa nay mình có hai món mới không cô bác ơi, một là nấm kho, hai là cái gì mướp, canh mướp, canh mướp. Thôi vậy để canh mướp để cho nó dễ cưng cô. Bây giờ bác bên này đi trả cái nồi bên này, để cái nồi bên này bắt đầu là mình nấu canh cô bác ơi. Bữa nay quay cái máy mới chắc chắn là đẹp hơn rồi đó. Vì lấy cái sọt đó, thành ra là nó mới ấy. Máy hư từ cái series Phật trầm, đúng à, hư từ cái series Phật trầm. Bữa nay Phật trầm là hình như là tới phần thứ hai hay gì rồi, mới tới phần hai gì, 30-40 phần á mà mới tới phần hai à, thì nó cũng vừa được cái máy hơi mới từ cái series Phật trầm, rồi mình đang làm mới tới tập 7 của Tà Lơn. Hết Tà Lơn rồi mới tới series Thanh Viên, Thanh Viên rồi mới tới cái series của chùa Khánh Giang, chùa Khánh Giang rồi tới series Một Ngày Hành Hương, rồi bây giờ mới trở lại cái series Phật Trầm, là quay 3-4 series về có tôi là mới mới quay trở lại là mới mua được cái máy quay đó. Rồi còn nhịp nhỏ hết sức không, hôm giờ quay cái máy phụ kia của tôi nó tới hù à. Máy này thì nó sáng sủa hơn, đẹp trai đẹp gái hơn. Rồi bây giờ bắt ngược qua đây nè, tại cái bếp này nó yếu quá thì mình sẽ tận dụng nó để nấu mấy cái này. À, cái này thì không cần lửa mạnh, còn cái này thì nước nhiều mình cần lửa mạnh để cho nó mau sôi. Oh yeah. Rồi, này thì phải bật lửa tại nó hư hệ thống đánh lửa rồi. Rồi vậy đi. Thì mình xài ở đây mà nếu trung bình bình thường của bác ơi thì cũng khoảng 3 tháng mới bình ga, bình ga 300-mấy ngàn ha, thì đâu có bao nhiêu của bác. Thì một tháng mình khoảng chừng 100 ngàn tiền ga ha, 100-150 ngàn tiền ga thì đâu có nhiêu ha, không có nhiều hết, quá ít luôn. Ngày khoảng 3-4 ngàn tiền ga không đến nổi, ít đồ ăn của mình nhiều mà. Rồi bây giờ lửa cũng vừa vừa thôi ha, chứ quá nó lè ra ngoài cái nó uổng vừa vừa thôi. Rồi bây giờ lấy mướp nè, chiều chiều gọt mướp nấu canh, chạy vô lấy chách mời gặp
anh đeo vàng. Thôi thôi thiếp chẳng thương chàng, đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin. Mướp nè quá tôi mới mua nè, còn mấy cái kiệu này chắc để tới nó mục dông luôn quá. Mướp mới mua. Cô bán đống mướp đó, đưa cô 40 ngàn. Còn cô bán con 40 ngàn mướp đi. Chứ biết sao vậy, chứ mình không biết mua sao. Một ký mình cũng không biết đường nữa. Mua đã 40 ngàn mà cô ấy nhiều quá, phải trả lại bớt. Cũng 40 ngàn đó, nhưng mà mình trả lại bớt lại nhiều quá thì sợ người ta lộ. Tại cô đó, cô thấy mình cũng, cổ cũng thương đó. Trời ơi, nó cô nó lớn tuổi chứ không phải cô nhỏ tuổi. Cô này là 70-80 tuổi gì rồi. Cô nhiều khi cô thấy trời ơi người ta đẹp thấy gì cái giả bộ vô mua cái giùm nó. Nhiều khi gì bây giờ già rồi, hồi đó trẻ trẻ cũng lợi dụng gặp người đẹp thì vô giùm nó hả. Giờ già rồi đã được chút giùm nó, mà giùm nó ít chút chứ không giùm nó vậy. Chứ gặp người đẹp cái gì cũng giùm nó. Cô á, tôi tại con mắt mình nó sinh ra nó vậy, ưa cái đẹp. Lỗ mũi thì ưa mình im dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu. Trốn xà hương hay lết lại gần, có nghĩa là chỗ có mùi thơm hay gì đó cô bác ơi. Như giấc này nó bốc lên cái mùi cũng thơm thơm chút đỉnh. Cái mùi nấm như cái mùi nước tương nó bốc lên đó cô bác, nhất là cái mùi nước tương nó bốc lên nó hơi thơm nhẹ. Rồi hơn phân nửa pin rồi đó, cái máy về chưa sạc lần nào mà đè ra quay luôn. Rồi, để mình coi thử nó có trục trặc gì hay không. Cái mic này mình cũng đang để tự động luôn đó. Cái mic nào của cái máy cũ, máy cũ tận dụng qua cái máy mới. Rồi bây giờ đầu tiên là dưa leo đi. Dưa leo nó lâu chín, bỏ vô trước để tranh thủ. Dưa leo này thì hình như có con sâu nó đào hang trong này. Đào hang này nè. Dưa leo. Ồ, cái dưa leo này thúi luôn à. Có mấy cái trái mà nó bị dập á cô á, chứ không phải mới đây mà cuối rồi, chưa tới tuổi cuối rồi. Dập. Mình cũng có kỹ thuật, sơ xuất kỹ thuật cái tổng. Bây giờ gọt cái đi, vỏ hết đi, cho nó gọn. Mình lấy nước thôi cô á, chủ yếu lấy nước luôn nè, không lấy cái, lấy nước thôi. Gọt đi, cho nó sạch sẽ luôn đi, cho tắm trắng nó luôn đi. Hên nữa cô bác ơi, quay xong cái series tà lơn thì mới hư cái máy quay phim thì cũng mừng hết sức. Tại cái series tà lơn đó cô bác, và cái series là mình rất là mong ước để quay cái series đó. Thành ra cái đó cũng như là cái nguyện vọng của mình, mà có lúc cái máy mà nó chữa hư đó cô bác ơi, thì mình quay nó, cái máy nó đẹp. Thành ra cũng vừa ý. Thì thành ra xong cái series tà lơn thôi, kệ nó không muốn hư gì nó hư. Thì nó cũng không, nó nói rồi đó, không nguyện vọng. Còn những cái series thường đi núi này kia của ơi thì nó cũng tương tự hả. Chủ yếu là mình coi cái tình tiết nó xảy ra như thế nào thôi. Còn cái cảnh núi non nhiều khi cô bác nhắm mắt rồi cũng biết thôi, cái chỗ đó là chỗ đó, chỗ đó là chỗ đó, và chỗ đó là chỗ đó, và cái chỗ đó là chỗ đó. Coi biết rồi, tôi nói nó thuộc lòng hết trơn rồi. Thì nó cũng quan trọng, chứ quan trọng những cái series, những cái chỗ lạ đó. Ví dụ như tà lơn thì mình cũng đã thỏa nguyện rồi. Giờ sau 3 series, sau tổng cộng 3 series thì mình mới mua được cái máy mới nè. À, rồi không biết chừng nào nó hư nữa, nói gì chứ hên xui quá ơi. Nhiều khi quay giấc này chút xíu nữa nó chết beo không biết chừng. Hên xui mà đồ điện tử mà đâu nói trước người ta vậy cô bác ơi, nhiều khi sinh ra một vài tháng chết queo. Ý là bác sĩ cứu chữa rồi cũng tận tình lớn hả cô bác, nhiều khi chưa kịp sinh ra nó là chết rồi. Có nghĩa là những cái máy nó lỗi kỹ thuật cô bác ơi, vừa rời xưởng mà cho người ta kiểm tra là thấy nó lỗi kỹ thuật rồi người ta thu hồi lại. Còn người ta con vậy nó cô bác ơi, nhiều khi sinh ra mà nó chưa kịp sinh ra đó, nhiều khi chưa kịp sinh ra cô bác ơi, nhưng mà siêu âm là thấy đứa nhỏ là nó có bị dị hình dị dạng này kia rồi người ta kêu phá bỏ nó cô bác, là cũng giống như cái máy mà nó lỗi kỹ thuật rồi cô bác ơi, không coi ra đời. Hoặc là những cái máy đó, nói họ cô bác chỉ chết nó vậy nó bà.
để mình lấy cái quạt mình quạt cho máy quay mình để hồi nó nóng tội nghiệp quá, đồ mới thì cái gì cũng cưng cho đồ mới gì cũng cưng cho mà vài bữa hết cưng rồi. Đây. Cái này là cái quạt, cái sạc dự phòng, lộn, sạc dự phòng nè. Cái này thì mua 8.000 cái nhưng mà tiền ship này kia nó tính ra mười mấy ngàn nữa cô bác, mua tới mấy cái là ghim vô gì nè, là quạt nè. Đó, có thấy đã không? Đó, ghim vô là quạt, rút ra nè, tắt quạt. Đó, quạt cũng mạnh lắm nha cô bác, cũng mát đó, chứ không có chuyện chơi đâu. Mình bẻ được nè, đó. Bẻ nè, cái tay mình đụng vô nó cũng không sao nữa. Nhưng mà gió, lượng gió nó cũng được cô bác. Đó, bắt đầu cái này mình để gì nè, bắt đầu mình quạt quạt cho cái máy quay của mình. Bẻ cúp nó ngang 90 độ đi, bắt đầu quạt cho cái máy quay của mình. Tại vì cái máy quay của mình nó không sợ ồn, là tại vì sao? Tại vì mình đang xài cái mic không dây rồi cô bác. Thành ra cái chỗ cái máy này nó không thu âm, chứ ngày thường mà dám quạt vô cái máy gì mới sợ, quạt chưa gì đâu nghe ù ù luôn. Rồi bây giờ lại đây không có quay cái bộ mặt xấu xa của mình luôn. Rồi quạt gì đảm bảo cô bác quay hoài được hoài luôn đó, mà không thể để cái máy cố định chỗ hoài. Rồi để sao cho nó vừa vừa đó ha, đẹp rồi đó, chắc này đẹp trai đẹp gái. Cúp xuống chút xíu nữa cho nó mát à, xa chút xíu nữa mát mẻ rồi. Rồi cưng cưng gì đó cô bác ơi, giống như xe mà mới mua về đó nghe, lau chùi dữ lắm, hồi rồi dính con cục đất nhỏ xíu à, bằng ngón tay út á, hồi cũng chùi cũng rửa đâu kỹ lưỡi nha. Mua mà chừng 3-4 tháng 4-5 tháng mà chạy cái kiểu mà làm biến rồi, là biến chạy rồi đó, thì bây giờ dính là cái xe nó như cái bãi sình luôn, không rửa. Cái đó là cái dạng làm biến như mình vậy đó cô bác. Ừ, cái xe của mình nhiều khi bây giờ 1 năm mình mới rửa được 1 lần, ý là mua cái máy rửa xe luôn mà nó còn làm biến gì, không chỉ là lau chùi bình thường còn làm biến, hoặc là lấy bụng ta xi ra bụng người. Nhiều khi cô bác cũng kỹ lắm nhưng mà có nợ mình làm biến à, rồi đổi thừa cô bác. Rồi giờ leo thấy ngon ghê chưa, bây giờ đổ vô cái nồi nè, tan 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 tàn quá xa xôi luôn rồi, đổ vô gì ngon dữ à, tại cái nồi đang sôi mà. Người ta nói kỹ thuật mà nấu canh đó cô bác ơi, muốn cho rau quả tươi xanh đó là cái nồi đang sôi đổ vô thì nó không bị sậm màu đó. Còn mình mà đổ số sớm là nó đang thui. Người ta nói kỹ thuật gì đó nhưng mà nhiều khi chưa có áp dụng không biết nó thiệt hay không. Mướp nè, mướp này tươi xanh luôn cô bác ơi, ta mới hái mà. Mấy cái đồ mà bán lẻ ở dọc đường đó cô bác ơi, cái đó là cây nhà lá vườn. Còn mấy cái đồ mà bán ở chợ đó là nhiều khi người ta bán cho mối này kia đó cô bác ơi, năm này qua tháng nọ ta ngồi đó bán hoài đó. Còn mấy cái đồ mà bán ở dọc đường đó cô bác ơi, bữa nào có là bán, bữa nào không là nghỉ vậy đó. Thành ra là đồ tương đối nó mới, đồ trong vườn mới đem ra. Và đồ trong vườn mới đem ra thì nhiều khi nó cũng ít phân thuốc cô bác ơi. Dòng ví dụ như trồng con vàng mướp nhỏ xíu gì để ăn gia đình nè, mà không lẽ đem cái bệnh ra mà xịt. Mua cái thuốc về xịt các cô bác, phải không? Thì nó không có đáng. Thành ra đôi khi những cái đồ mà lặt vặt trong vườn á, nó ít phân thuốc, ăn nó cũng an toàn hơn. Còn mấy cái thứ mà ta trồng mà công nghiệp rồi đó cô bác ơi, ta trồng cái kiểu mà năm này tháng nọ ngày nào cũng có để mà căng mà đem ra chợ này kia đó cô bác ơi, ta trồng số lượng gì đó thì ta xịt phân xịt thuốc dữ lắm, để thôi mất tiền của người ta sao. Còn mấy cái đồ mà trong vườn kiểu mà người ta trồng mà lỡ mà dư rồi đó, đem ra người ta bán, đem ra lề đường dọc đường vườn người ta bán rồi đó, thì mấy cái đồ đó nó ít phân thuốc, tại vì người ta trồng ta ăn luôn mà. Nhiều khi đó cô bác ơi, cái đồ của người ta ăn đó thì mình kệ, còn cái đồ của mình ăn á mình kỹ lắm nha. Cái đồ ăn kỹ lắm, nhiều khi đó cô bác chế biến đồ ăn đó, cho cô bác ăn cô bác kỹ lắm, nhưng mà nhặt cái mình mở hàng quán nó gì mình bán cho người ta ăn đó, nhiều khi mình làm nó không được kỹ được gì. Thành ra lấy bụng ta chia ra bụng người, nhiều khi cô bác tốt bụng mà mình nói cái kiểu gì phỉ bán cô bác. Cầm nhận mướp này nó tự xanh luôn cô bác ơi, đã hết sức luôn, lâu lắm mới ăn được mướp tươi xanh này. Nhiều khi mua mấy cái mướp mà ở kia của tư mới mua mình về làm liền á mà nó không có tư được gì, tại vì người ta giao tới đó rồi ở đó mới bán ngược lại cái nữa, nó qua 2-3 cái trung gian rồi. Còn cái này là trực tiếp luôn, chủ vườn người ta đem ra luôn, người trồng người ta đem ra bán luôn.
ví dụ như cô bác mà mua dừa mua chuối gì đó mình ở đây ha, giả sử là ngoài dừa mình có đó, cái mình bán thẳng cô bác nhiều khi nó ngon, nhưng mà nghe, cái cô bác ra ngoài chợ cô bác mua chuối mua dừa này kia đó nó đâu có được ngon vậy, là tại vì sao? Tại vì người ta đốn cái kiểu như mình đó là ba đốn bỏ luôn, thôi ở nhà luôn đi, đừng có buôn bán vậy. Tại vì đốn mà mấy cái chuối mà nó chín bói luôn đó cô bác ơi, rồi người ta đem đi bán lại rồi có chó nó mua. Tại vì người ta để một hai bữa mà bán không được là bỏ hết trơn rồi sao. Còn mình cái dạng mà vườn lâu lâu mình được buồn mình đem ra cô bác ơi thì nó chín bói luôn, cô bác thấy nó ngon không? Nhưng mà nếu như cái người mà mua đi bán lại mấy cái chuối chín bói này kia người ta đâu có dám mua cô bác ơi, mua rồi để một bữa hai bữa mà bán không được rồi chết tử. Bởi vì ở vườn á, nhiều khi mình ăn được những cái đồ mà nó ngon hơn ở ngoài chợ, đó là cây nhà lá dừa. Còn mà đôi khi mà ở chợ đó cũng có đồ ngon thiệt của tôi, nhưng mà mình sợ phân thuốc nó quá chứ bây giờ cái gì cũng có phân thuốc chứ nha, nhưng mà nó quá nhiều. Nó quá nhiều, ví dụ như ở đây mình cũng ô nhiễm môi trường thì nó cũng lo trong không khí rất nhiều đó, nhưng mà ở quê thì nó đỡ được một chút cô bác ơi, còn sạch sạch một chút cái không khí đó. Còn nếu như ở chợ đó, thì cái không khí nó chắc nó ô nhiễm hơn chút xíu, ra ngoài chút xíu về cô bác chùi cái mặt cô bác coi nó đang thui rồi. Rồi còn bên này sao rồi đen rồi đó, này đen đen rồi, ha, nấm là phải đen. Cái quạt mà đã hết xiết hả, cái này có 8-9 ngàn viên cái đó cô bác ơi, mà quạt cũng im lắm nha, gió cũng dữ lắm luôn, gió tới đây tới đây tới đây tới đây cũng còn mát nè cô bác, tới đây nè, nếu như cái quạt dự phòng này mình gắn hai cái thì nó cũng mát cỡ bằng cái quạt pin đó cô bác, cái quạt pin mà khoảng 1 gian nè. Nói chung mấy cái này nó cũng tiện lắm cô bác, cũng không đáng nhiều chứ, có là mua xài lặt vặt cúp điện lấy ra quạt cũng vui. Quạt lặt vặt bữa đó mình mua hình như 4 cái rồi. Thôi trời, còn cái thời gian bắt đầu mình kể hai cái ông kia để cho hết câu câu chuyện nè, tại vì mình giống như là liên khúc cô bác nào phanh ruột thì hôm qua đã coi kia rồi, coi này nữa là nó vừa đó. Nãy mình bỏ vô trước là để cho nó chín rồi, nó chín được mớ rồi để cho nó dịu cái nước sôi xuống, mình bỏ vô cái nữa là xong, chứ mình bỏ vô một lượt rồi cái nồi cái nước nó nguội ngắt rồi nó lạnh rồi. Thì hai cái ông kia sau khi mà cái ông nọ mà ông lên kinh ứng thí rồi đó cô bác ơi, ông đậu được trạng nguyên rồi đó mà mừng dữ lắm, công việc lu bu chứ đâu phải muốn về quê là được rồi, về quê vinh quy bái tổ được đâu cô bác, tao có còn sắp xếp này kia đồ nữa nó cô bác, rồi vua mới phân công phân chức rồi dự đoán tình hình này kia rồi rồi bài yến tiệc này kia để đãi rồi thử xem nguồn gốc ra sao rồi mới phân công công việc này nó đủ thứ cho hết cô bác, thành ra đâu có về quê được, mà muốn về quê ngày xưa cũng đâu có phải dễ cô bác ơi, bây giờ lên máy bay bay cái dù cái từ Cần Thơ ra tới Hà Nội mà ngặt cái của tôi ngày xưa muốn về quê cái là nhiều khi cả nửa tháng 1 tháng trời mới về tới đó. Còn cái quận đi nữa là cô bác là thấy nội cái quận đi với quận về không đó là 1 tháng 2 tháng trời vậy đó. Rồi huống chi là mình đậu rồi mình còn công việc sắp xếp này kia rồi nữa, ở trên quan trên là đâu cho mình về liền để sắp xếp rồi vua coi coi mặt coi mắt nhiều khi mà ông vui vui ông thấy cái người này mà nắm mà xài được rồi đó nha, thì ông bắt một đứa con nào đó ông gả cho, phải không cô bác, là ông giữ chân đó, ông khôn ông giữ chân dòng vua thiếu gì con của bác ơi, con gơi con gớt con trăm con ngàn mà. Thành ra ông gả đại đứa, ví dụ như gặp cái đứa nào xấu xấu mà nhiều chuyện cỡ như mình đi gả đại đó. Là ít ra mình cũng có thằng con rể của con rể mà nó khôn hay gì đó, nó bày mưu tính kế gì được cho mình đó hay gì giả sử đó. Thì giữ chân nó, nó làm thân tính của mình khôn hết quá, bởi vì cái người mà biết sử dụng người đó quá tôi với người đó mới khôn, người mà biết dùng người nó khôn, biết dùng người tài đó, giống như Tào Tháo ngày xưa biết dùng người tài đó nghe quá, không phải chuyện chơi đâu. Nhưng mà ngặt cái thì ổng bên gian thần, thành ra người ta không chịu theo ổng thôi, chứ ổng biết dùng người tài đó, ngày xưa mà Quan Công đó quá tôi ổng qua ổng vụ biết bao nhiêu lần
ông chậm ông quan tâm dữ lắm đó, quá ông thương ông quan tâm dữ lắm đó, ông sử dụng ông quan tâm đó, nhưng mà ngặt cái cuối cùng không được. Chứ có ai mà tướng binh địch đó, bắt rồi đó thua thôi, cho đi thoải mái mà còn không chức không tước, đủ kiểu chứ. Đủ kiểu chứ. Nhưng mà ngặt cái ông ở bên gian thần, thành ra quan công không chịu. Đôi lúc mà quan công cũng muốn siêu lầm đó cô ạ. Nhưng mà nghe nói là bên Lưu Bị ở đây, Lưu Bị còn sống đó, mới trở về với Lưu Bị. Mà giả sử như Lưu Bị mà bên đây mà chết rồi, quan công coi chừng là cũng theo bên Tào Tháo luôn. Tại cái người khôn người ta biết sử dụng người tài, còn mình bây giờ đó có quá ơi, mình gặp người tài mình ganh tị. Mà hên quá mình không phải người tài, hình như có quá khẩu ganh tị. Bởi vì coi phim mình được không sao nhỉ. Nội nhìn thấy nấu cái nồi canh này thấy là thôi thảm não rồi. Rồi nồi canh này canh bầu nha. Chắc này nó trắng trắng, một hồi nấu lên nó mới xanh xanh, nó mới đẹp nha. Đẹp chưa? Rồi chụp được cái hình nền chưa đại dương? Rồi 1, 2, 3 bóp. Còn hai cái quai nó đều nhau chưa? 1, 2, 3 rồi xong. À, chỉ nêm nếm vô nữa thôi. Bây giờ thấy cái nói bữa nay trễ quá, cô bác cũng tội nghiệp hết. Rồi, nhưng mà nhà mình có đồ ăn giặt nhóc chân, thành ra là đói thì không sợ đói cô bác. Chỉ là ăn trễ cử thì nó dễ đau bao tử nha. Có nghĩa là tới cái khoảng thời gian đó là cái cơ thể mình nó quen rồi, cô bác, nó tiết ra cái dịch để nó tiêu hóa thức ăn á. Mình ngặt ra tới cái giác đó rồi nó hút vào đó rồi cô bác ơi, nó tiết ra rồi mà nó không có thức ăn để nó tiêu hóa, các bác nào nó lét cái bao tử của mình. Cái chắc đó cô bác ơi, thay vì nó tiêu hóa thức ăn thì bây giờ nó tiêu cái bao cái dạ dày của cái bao tử. Ví dụ như cái mình nạo dừa đi, thay vì mình nạo cái miếng dừa đó cô bác ơi, nhưng mà ngặt cái bây giờ không có miếng dừa rồi, mình cầm mình nạo nạo thì nó nạo vô cái tay của mình. Thì cái dịch này cũng vậy, thay vì mình nó tiêu hóa thức ăn, không có thức ăn, bây giờ nó tiêu hóa luôn cái thành của cái bao tử. Nó vui vui, nó chặt bị chữ chắc. Nói chung là ăn đúng cử của bác ơi, ăn mà nó chặt cử là nó khó lắm, phải đúng cử nha. Đúng cử chứ không phải là đúng giờ nha cô bác. Tại mỗi cô bác quy định giờ khác nhau. Ví dụ như cô bác 9 giờ ăn thì ngày mai ngày mốt là khoảng 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi rồi cô bác ăn khoảng thời điểm đó đó. Đó. Thì mai mốt cũng vậy hoài, còn có người quy định 12 giờ ăn thì mai mốt cũng tương tự vậy đó, khoảng 12 giờ ăn. Vậy hoài đó. Thì nó quen cái giờ giấc đó rồi nó tiết ra cái dịch để tiêu hóa thức ăn. Rồi, ngon chưa? Ôi con giấc này nó xanh giờ cũng đẹp quá, cô bác ơi, chụp lại lần nữa coi. Đó. 1 2 3 ngon ghê chưa? Có cái nào đẹp hơn? Rồi xong, niêm nếm xong, bên đây cái nồi nấm này cũng xong, tắt lửa luôn. Thấy nó sôi sâu vậy đó nha, coi chừng lầm chết rồi, sâu sâu vậy đó. Là mình tắt lửa là nó vừa đó, chứ đợi mà nó khô nước luôn. Nó khác, tại vì thường nó sôi rồi bắt đầu là nó lên tim, lên bong bóng. Quá thấy hồi nãy là nó trào lên trên, mình tắt cái bắt đầu nó rút xuống mất tiêu nè. Bên này là cái nồi thịt, rồi bên này là cái nồi canh, rồi vậy là xong, ăn vậy thôi. Đơn giản quá ha. Mình mà làm kỹ quá cô bác ơi, cái bắt đầu cái ngày mơi cái mình cũng bỏ, mình ra ngoài kia mình cũng bỏ cho ăn uống hết sức. Dùng cái đồ làm biến nó đổi thừa đủ thứ chứ. Mình lấy đồ cũng nè, trễ quá rồi, bữa nào cũng kẹt công chuyện trên nồi nấu cơm không 5-6 tiếng hồ. Bữa nào có gắn cái đèn này có thành ra nó rồi giấc này hết pin rồi, có hơi chết rồi. Tại vì cái này lấy về đó là mình chưa có sạc luôn, không có sạc luôn, hồi nãy nó còn khoảng 70-80% gì đó. Chạy đi, sáng lên có
nó lên, gắn lên, cố lên, ghim cái sạc dự phòng vô thì nó lằng nhằng nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Phải, cái này nó tắt được màn hình thì nó tiết kiệm lắm, nhưng mà ngặt cái màn hình của nó cháy suốt. Cái loại này nó không tắt được màn hình, phải tắt được màn hình luôn. Để mình quay mình để cố định, rồi khi nào cần thiết á thì mình mới chấm tay vô màn hình để cho nó lên màn hình. Mình kích màn hình nó lên giống như những cái máy quay khác, trong khoảng chừng 1 phút là nó tự động nó tắt màn hình để tiết kiệm pin, tại cái màn hình là cái ăn pin nhất, cháy sáng suốt ăn dữ lắm, trong khi cái máy mà nó nóng lên rồi thì cái màn hình nó là hao pin dù dù luôn. Sau khi cái ông này mà ông đậu trạng rồi đó cô bác ơi, tới khoảng 1-2 tháng mà yên ổn rồi đó thì ông mới trở về quê. Nhưng mà cái tánh cái ông này á, ông không có muốn gình gan cô bác ơi, ông về quê cái kiểu mà lặng lẽ âm thầm. Chứ ngày xưa là vua là nếu như mà đậu trạng đó cô bác ơi thì vinh quy bái tổ làm gình gan, là ông vua sẽ hỗ trợ cho cái việc mà về quê bài biện này kia, cổ bàn này kia, xe ngựa này kia cho về. Nhưng mà cái ông này ông xin phép ông vua là cho về âm thầm chút xíu. Tại cái tánh ông vậy thì ông vua ông cũng chịu cô bác ơi. Ông thấy người này cũng có tài ông chịu, thì cái ông này ông âm thầm ông về quê cô bác ơi. Nhưng mà về tới quê, về tới đầu làng là nghe nói cái ông bạn của mình bây giờ ông suy sụp rồi, nợ tứ văn hết rồi. Bây giờ thằng nhỏ nó ngủ nè, thấy ghét hơn. Nó ngủ vậy đó. Rồi nhắc mày di chuyển đi, rồi không có cần nó quạt thôi, cài đây cho nó quạt, không thì quạt vô đây phải nữa cho nó mát hết rồi đó. Rồi bây giờ lấy cái nồi để đựng cơm cho chó ăn nè, chó mèo rồi ăn. Thì vừa về tới đầu làng nghe tin ông này sắc thế xa cơ của tôi lang thang đầu này đầu kia, bây giờ xin ăn luôn. Ngày xưa đi xin ăn không biết làm gì chân của bác ơi, ngày xưa người nghèo hay đi xin ăn tại không có việc làm. Cái người thất nghiệp ngày xưa nhiều lắm mà không có việc làm không biết gì chứ, bắt đầu lang thang đầu này đầu kia, có ai có duyên cái gì thì có lòng thương xót người ta cho cái đó là ăn, chứ không biết làm cái gì. Thì nghe nói cái ông này cũng khổ cũng gần tới cỡ đó rồi. Có nghĩa là bây giờ không có cái gì ăn, cho việc làm thì không có, với lại ông cái dạng thư sinh mà đâu biết làm cái gì. Ngặt đó, tốt với bạn bè quá, nhưng mà ngặt cái bạn nhậu cũng tốt, nhưng bạn thường cũng tốt quá ư. Thành nó chơi lựa bạn mà chơi, còn cái này nhau sò ốc hết thì chơi tuốt thịt ra, thành ra nó cũng dở. Thành ra cũng lựa cái người nó ấy, còn cái người nào nó lợi dụng quá đó quá ư thì mình biết mình tránh xa đi. Chứ có đâu người tốt cũng chơi, người xấu cũng chơi, thuốc độc cũng cầm mà thuốc ấy cũng cầm. Quá ư, có bữa nó nhiễm độc chết, cẩn thận. Cái người khôn khéo là người ta lựa cái nào mà đồ ăn, thức uống, nước ngọt hoặc là cái gì đó nó an toàn hết mình sử dụng. Còn mấy cái mà thuốc độc, thuốc sâu vậy, thuốc gầy, thuốc diệp vậy thôi né ra đi, mình không có nhu cầu sử dụng cái đó đâu. Mọi nguy hiểm đó, sơ suất là chết đó. Còn mấy cái bạn ác nó cũng vậy đó cô bác ơi, sơ suất đó là nó hại mình đó. Sơ suất là nó hại mình đó cô bác. Còn cái lợi tới thì không biết bao nhiêu, nhưng mà giả sử mình nghĩ mình có thể lợi dụng nó này kia, nhưng mà ngặt cái mình chưa kịp lợi dụng, nó lợi dụng mình trước à. Bởi vì thôi tránh xa nó là con si đa. Rồi tắt ga, tắt lửa. Rồi cái này mà quên đậy một hồi đó nghe là kiến vô đầy hết luôn, để đậy cái đi tại Dương ơi, cái nhà gì đâu mà kiến quá sát kiến luôn. Người ta có cái thuốc dẹt kiến, thuốc xịt kiến rồi đủ kiểu trên, mà thuốc xịt kiến thì mình xịt nó chết, sợ nó chết. Mình chỉ xịt kia ghen xung quanh nhà đó để cho nó dòng kim cô để nó bảo vệ đó, nhưng mà cuối cùng nó cũng vô vậy. Bây giờ chúng tôi đã cố gắng hết sức, tụi này nó tấn công quá dữ rồi, nó còn hơi quân nguyên nữa. Rồi sau khi cái ông này ông nghe ông kia xa cơ thất thế đó của bác ơi, không biết làm sao mà giúp đỡ ông này, tại cho ông này cái tật ổng vậy rồi.
cái thật ổng vậy. Rồi cô bác ơi, bây giờ mà khuyên hoặc là cho tiền á, thì ổng cũng bê tha, ổng cũng chơi với bọn xấu nữa. Có người ta nói cho con cá mà không chịu cho thằng câu sao mà bền được cô bác. Mình cho là cho thằng câu để ổng ở không, ổng câu cá câu hoài, tao nghe nó chạy đó, để ổng ở không mà ổng câu hoài đó, chứ cho con cá ăn cái hết trơn rồi mới cho con cá nữa sao. Không có, bởi vì cho thằng câu trong con cá, ví dụ như mình muốn giúp người ta là giúp người ta có nghề nghiệp này kia ổn định đó cô bác ơi, chứ không lẽ mà mình mà giúp cho người ta ăn bữa ăn thế này kia mình trái sao được. Cái đó chỉ là gieo duyên thôi, còn nếu mà ổn định là phải cho người ta công ăn việc làm này kia hay gì đó thì nó mới lâu dài được. Rồi máy hết pin bây giờ không biết sao đây này, ngưng nhanh lên nha, hết pin giấc nào mình ngưng giấc đó của cô, nó đỏ cho là ngưng được, máy này nó đỏ cho là nó tắt được, với lại mới nó chưa có chín pin nữa, sạc khoảng 3 lần nữa thì cái pin nó mới ổn định được. Rồi bây giờ cái quạt này bỏ đâu giờ, thôi tắt quạt đi để họ nó đụng chạm tùm lum nữa. Bây giờ bới cơm của bác không, để ở đây đi bới cơm. Rửa cái muỗng cái bắt đầu mình bới nó không có dính. Ủa quên coi cái mic nó còn không nữa cô bác ơi. Cái mic này hổm ra không có sạc nữa nè. Một hồi ôi mấy tháng trời cái máy kia hư không có xài mà bữa nay cũng còn à. Cũng còn pin ha. Cái mic này quên hả, giờ lo coi cái máy không à. Cái mic này nó hết pin mới chết lớn, để nói chuyện không nghe chứ. Sau khi mà cái ông này thấy ông kia thật xa cơ thất thế đó cô bác ơi, vừa về tới đầu làng nghe nói vậy rồi bắt đầu ông mới lẻn lẻn đi, thay về đi thăm người nhà nè, thăm ruột thịt cha mẹ của mình mà hai hôm nay đâu có cha mẹ gì đâu, có lẽ thăm bạn của mình, cái người mà giúp đỡ tiền bạc với mình đi thi này kia đó cô bác ơi, cái người đó, cái người trọng ăn của mình đó. Trong kinh giảng có nói là mẹ cha là kẻ trọng ăn của kẻ trọng ăn, nhưng mà nhặt cái hai hôm nay một câu không có cha mẹ gì chứ, thành ra là giống như bạn bè thì bây giờ là quyền huynh như thái phụ. Thì cái người anh thì coi như là cha vậy đó, thì thành ra là hai cái người này bạn bè coi nhau như anh em, thì cái này cũng giống như là cái người ruột thịt trong nhà rồi. Mừng lắm, đáng lẽ hai người này gặp nhau tại hai người này chơi thiệt tình mà. chứ không có giả dối như mình giả dối còn ta thiệt tình à. Đáng lẽ tìm nhau của bác ưu, nhưng mà ông không tìm, ông mới tính cách tại ông này ông thông minh lắm, hai ông thông minh hết, nhưng mà cái ông kia bị rượu chè thôi. Hai ông này sinh ra giống như là cái cặp song sinh thông minh. Thì ông mới nghĩ một cách, cô bác ơi, bắt đầu là ở quê ông cũng có thương một người, bắt đầu ông cưới cái bà này, làm đám cưới với bà này liền cô bác ơi. Nhưng mà cũng không đi thăm ông kia nữa, cái ông kia bây giờ ông cũng nghèo cô bác ơi, đi lang thang. Nhưng mà ông này đổ trạng rồi thì nghe tin diễn cái lợi thì nó cũng mắc cỡ. Ví dụ như mình nè, nào có ưu mình nè, mà cô bác mà nhà khá mời mình lại chơi, nói thiệt chứ cô bác, cô bác cũng khó mời mình lại chơi được lắm, chứ không phải chuyện chơi đâu. Chẳng thà cô bác nghèo mời mình lại chơi có thể là mình lại chơi, còn cô bác mà nhà khá mà mời mình lại chơi, nói thiệt là chắc không lợi. Nó kỳ cô bác, giống như mình gặp người ta giàu có khá giả gì cái bắt đầu cái mình lỡ mình làm thân, cái tánh mình nó không giống ai chứ, nó vậy đó. Sao chẳng thà có nghèo được lợi vậy, quá giàu có này kia quá, nhiều khi cô bác không suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà cái người bình thường như mình, cái người mà nhà quê như mình, nó nhiều khi cô bác tôi tuổi thân. Tuổi thân là tuổi khỉ đó, nhiều khi tuổi thân cô bác thấy nó cũng ngại chứ. Trời ơi. Nhiều khi cũng ngại, cô bác không ngại, nhưng mà ngại thấy mình ngại sao. Thành ra là cái ông này đó, cô bác ơi, bây giờ ông nghèo quá rồi phải xin ăn, trong khi cái người bạn của mình bây giờ làm quan trạng rồi cô bác ơi, quan trạng lắm. Quan trạng lắm, thành ra là có uy quyền lớn dữ lắm, hơn cái quan địa phương nữa cô bác nghĩ đó. Thành ra là ông này ông suy nghĩ tới lui, bây giờ bạn của mình về
Hay tin rồi cũng mừng lắm, nhưng mà ngặt cái bây giờ người ta đổ trạng rồi, còn mình bây giờ thành người ăn xin rồi, mình ăn xin mà lỡ nhà người ta nó nhục nhã sao. Thành ra ông nghe ông này về rồi, nhưng mà ngặt cái cũng mắc cỡ quá, không có dám lỡ rồi, cái tô đâu mất tiêu rồi ta. Cái tô đây, hai cái chanh hôm qua cũng vẫn còn đây rồi, đen đỏ rồi cô bác ơi. Sao bây giờ, mà bây giờ nhắn cái sạc dự phòng vô đi, để cho kể hết cái câu chuyện để nó lỡ rồi kịp. Cái công dây này sạc dài dài, cái này một cái cọng diêm của nó luôn nữa cô ơi, cái cọng này chưa sử dụng luôn nè, cái mở dây rồi. Của nó xài nó diêm sạc dự phòng, nó đỏ là nó tắt liền đó, mà nó tắt là cái máy này nó tắt là nó không có quay lại được liền ngay, có sạc chừng 10% mà nó mới cho quay nữa. Rồi diêm lại đây đi, cầm theo luôn. Rồi vừa sạc vừa quay như thì nhấc buộc cái máy quay, nhưng mà thôi kệ, có thì xài, có mà không dám xài, giống như là cái người mà sợ bị gãy chân mà không dám đi đó cô, ôi thì khác nào chân đã gãy. Có cái xài đi, xài kỹ tới cái mức độ nào thôi, còn kỹ quá thì nó cũng khó. Ví dụ như cô bác mà sống với cái người nào mà kỹ quá đó cô bác ơi, nhiều khi rồi cũng khổ lắm chứ không phải sung sướng đâu. Cô bác sống với cái người nào mà lề mề quá đó thì nó cũng khổ, mà sống với cái người kỹ quá đó là họ cay nghiệt chứ lắm nha cô bác ơi. Cũng khó lắm, mà nhặt cái sống cái người mà nó ẩu quá đó cô bác ơi thì cô bác cũng khổ. Nói bởi vì vừa vừa thôi ha, như siêu đồ bếp thôi, đôi khi dễ dãi như con nít vậy đó, nhưng mà nhiều khi cũng kỹ kỹ một chút. Mình là cái dạng lỡ lỡ nó gì. Kỹ không kỹ mà dễ cũng không dễ đó. Rồi vậy là xong, tới hai cái chén cơm nữa, một chén hai chén để rửa nước thì bắt đầu là mình nó bới thì nó đỡ dính rồi, đỡ dính cái chén. Mình ăn ở đây là gạo, này là gạo jasmine, có ăn cái gì thì mình không biết. Mình ăn gạo jasmine này. Thì sau này khi mà thôi kể nhanh để cho hết cái câu chuyện này cô bác ơi, để nó lằng nhằng qua bữa sau nữa, rồi sau này nó lòn xa hết trơn nữa. Thì sau khi mà cái ông này ông lấy vợ rồi đó cô bác ơi, thì cái ông kia ông cũng không lợi, tại ông mắc cỡ, thấy nghèo ông mắc cỡ như mình vậy nè. Cô bác vừa giàu mình nó thiệt không không dám làm quen cô bác đâu, nó kỳ lắm. Còn người khác đó, thì họ suy nghĩ gì sao thì không biết, còn mình đó, thì gặp cô bác giàu là mình phải né ra. Nó thấy cái sang bắt hoàng lập họ đó thôi, lợi mà người ta không có tiếp đón mình nồng nhiệt hay gì đó của bác tôi là xấu hổ chết luôn. Cái kiểu mà thấy mình nghèo khổ này kia đó, lợi cái bắt đầu ta không thèm giùm ngó, thôi ô nhục như cá nục. Hoặc là đây dân làm việc này kia hay gì đó mà mình lợi mình làm quen, ta nhiều khi nhìn ta không dám nhìn, người ta không thèm nhìn nữa, hỏi người ta không thèm trả lời nữa. Ô, nhục cái này còn hơn cá nục, mà nó thành con cá gì. Nhục thì thành ra cái ông này đó cô bác ơi, ông nghèo quá đâu có dám lợi ông kia. Tới ông kia ông cưới vợ được khoảng chừng 2 tháng rồi đó, thì cái giấc này nhớ bạn quá mà không biết làm sao. Thôi cố cuối cùng đó, cô bác ơi. Bữa nay mặc cái bộ đồ nào coi được được chút xíu, nó đừng có rách quá. Lại thăm ông kia cả. Nhưng mà cái ông kia ông hay, ông cũng muốn gặp ông này dữ lắm, nhưng mà ông tính trăm phương ngàn kế sao phải giúp đỡ ông này. Rồi bây giờ xong vậy là ăn ha, để bây giờ mình đứng mình kể chuyện thì nó mau lắm, còn vừa làm vừa kể chuyện nó lâu, mình kể vắn tắt để cho nó hết ha. Thì sau khi cái ông này ông tính trăm mưu ngàn kế đó cô bác ơi, thì ông mới ra một kế mọn rồi. Bây giờ nghe nói cái ông này sắp lợi rồi đó cô bác ơi, lợi rồi đó, mấy người lính ở ngoài nó báo đó. Báo là có người ở ngoài mà đi kiếm, nói là bạn bạn học ngày xưa đó, tên gì đó. Thì ông nào ông nghe ông mừng quá, cô bác ơi muốn gặp bạn của mình. Nói quá đâu có bà con ruột thịt hay gì đâu, nhưng mà ngặt cái cha mẹ thì không còn, anh em thì không có, chỉ có cái người bạn này giúp đỡ cho mình ngày đó ăn học rồi. Cô bác ơi xúc động quá, mình kể tới đây mình còn xúc động lắm, không biết cô bác xúc động hay không thì mình không biết. Cái tình nghĩa nó quý, tình nghĩa nó quý quá, nhưng mà ngặt cái bây giờ muốn gặp rồi sao gặp được. Bây giờ gặp ông này, cái ông này ông ỷ lại, cái bắt đầu cái ông khổ cả đời nữa. Thì thành ra ông siêu lính thôi, bây giờ đuổi về đi, nói ta không có quen. Thì ông nói kêu ông nói không có quen. Không có quen, về đi ông lính đó.
Thì cái ông này ông lỡ tới đây rồi, ông con gái này nỉ nói tôi tên đó ngày xưa là có quen với quan sao sao đó, nó cho quan gặp tình nghĩa ngày xưa lâu ngày nhớ quá. Ông này nghe cũng xúc động quá cô bác ơi, nhưng mà ngặt cái bây giờ phải hạ nhục kế xong hả cô bác, bây giờ mình kể chút xíu nữa đi để xong cái phim này. Hạ nhục kế của bác ơi, bây giờ ông cho vô thôi, kệ cho nó vô cái đi. Thì cái ông lính ông ra nói rồi quan cho người vô đó để gặp người cái để coi có phải người quen hay không. Thì ông nào ông vô cô bác ơi thì vừa gặp ông kia mừng rơi nước mắt, mà ngặt cái ông quan bây giờ ông làm lơ, ủa người là ai ta có quen không ta. Rồi coi chừng mai mốt rồi mình lại nhà cô bác vô tình đi ngang nhà cô bác, mà nhà cô bác khá giả đó nha, còn nhà của mình gì nè nó như cái hàng xén đó. Cô bác thấy cái nhà mình nó nhục như cá nục ha. Bắt đầu cái lại nhà cô bác thấy biết cái nhà của mình nghèo khổ rồi đó nha, cô bắt đầu lại nhà cô bác. Bữa nào đi ngang hay gì vô tình ghé hay gì đó, xe hư hay gì đó ghé nhà cô bác hay gì đó, cái cô bác nói ủa có quen không ta, mày là ai hả, thôi tao bận công chuyện rồi đi rồi. Giả sử như trời ơi nó nhục như cá nục. Từ cái đó mà kiếm cái lỗ nẻ nào mà chung xuống dưới nhục quá. Vậy cho cái người nghèo người ta tự ti lắm cô bác, giàu chứ cô bác mà sống nhiều khi cũng thoải mái tại vì tự tin thấy mình có tiền của này kia, cô bác sống tự tin. Nhưng mà cái người nghèo nhiều khi người ta tủi thân lắm cô bác ơi, bởi vì cô bác gặp cái người nghèo nên thương người ta, tại vì người ta đã tủi thân sẵn rồi, không có được như cô bác đâu. Cô bác ra đường có thể là ăn nói lanh lẹ này kia là tại vì cô bác có tiền trong túi, cô bác làm cái gì cô bác cũng tự tin cho. Nhưng mà cái người nghèo thì người ta không được tự tin gì đâu. Thành ra mà sau khi kêu ông này vô rồi đó, ông này ông làm lơ ông nói câu ủa mình có quen hả, rồi cái ông này mới nhắc 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 tưởng ông nội này trăm công ngàn việc ông quên phần nào của bác luôn, nhắc nhắc thì ông kêu vậy à, thôi nhưng mà ta có công việc à, bây giờ thấy ngươi hình như là thấy cũng đói gắt lắm, nhưng mà ta nghĩ tình bạn ngày xưa thôi, quân lính đâu vô trong kia coi có cơm nước hay gì thì dọn ra cho nó ăn cái rồi cho nó về đi, ta bận đi công chuyện rồi chào nha đi à. Rồi nói vậy ổng cũng đi mất tiêu. Rồi cái ông nào ổng sững sờ đứng đó cô bác ơi, lính thì kéo ổng ngồi xuống bắt đầu vô trong thì ổng cũng bày ở trong câu chuyện hết rồi cô bác ơi, ổng mới đem đồ ăn thừa ăn cũ ngày hôm qua đó. Thành ra cuối cùng đem ra được một chén cơm với một trái cà, mà cà cũ cà thiêu quá của tôi, cà bữa nay mình mướp nha, nhưng mà ông ăn cà nữa, cà thiêu qua cho ông này ăn. Sau khi cái ông này mà ông gặp cái chén cà thiêu và tô cơm cũ cơm hẩm đó của tôi, ông xa nước mắt ông nói tình nghĩa là đây. Ông chua xót của tôi, tình nghĩa là đây, ngày xưa mình hết lòng với người ta mà bây giờ người ta đối xử với mình gì đó. Đau xót chua xót quá cô bác ơi, ông ăn mà nước mắt rưng rưng, ăn xong rồi đi có ông ăn ăn không phải vì đói mà ăn cô bác ơi, ông ăn để ông để ông nuốt cái đau khổ này vô bụng cô bác ơi, chứ đáng lẽ cái người thường không ăn, nhưng mà nó đau xót tới tận cùng rồi ông ăn cái để cảm nhận cái đau khổ này. Rồi cái ông đi về cô bác ơi, ông đi về tới bến đò, tới bến đò thì gặp một cái người thiếu nữ. Một cái chuyện này dài quá thôi chắc này cũng không hết được nói quá cô, ngồi đi trễ ngồi bữa nay trễ hôm mơ kế tiếp đây nha. Hồi giấc này đem cơm cúng con mèo thì nó ngủ ngon lành nè, miêu mình đem con cơm cúng đây, chuyện dài quá tính kể lướt lướt. Này không có gắn cái đèn thành ra nó hơi tối, mà chế cái đèn vô chế cái đồ gắn đèn mới được chứ nó không có đồ ấy nè, mà mình chế vô là cái máy không bảo hành được nữa. Dán đồ vô để kéo dán sách dán vô không bảo hành được nữa, nhưng mà mình mua đồ thì gần như không có bảo hành rồi. Nên xui đi, người bán thì người ta cũng đâu có muốn hư, trừ khi mấy cái bè bọn mà nó mưu mô thôi, còn cái này cái cửa hàng lớn mà. Nếu tiện thì bảo hành, còn không tiện thì thôi, mà mình làm biến nhiều khi cái số phận của mình nó vậy. Ví dụ như nhóc chân người ta mua không hư mà tới mình mua hư là tại mình. Giống như nhóc chân người đi tu núi vậy, có không, không ai bị tai nạn chứ, mà cái series Phật chùm này mình tai nạn là tại mình.
riết của tôi vừa ghim sạc dự phòng vừa quay gì mà nó nóng máy lắm. Còn mà đi quay núi này kia cô bác, mình vừa ghim sạc dự phòng vừa quay suốt đó, rồi tại vì mình di chuyển đó cô bác, cái máy nó mát, mình di chuyển suốt có gió máy này kia, với cái tốc độ mình đi đó có gió lướt nha thì nó cũng mát. Còn ở đây mình đa số mình để cố định vòng vòng ở trong nhà không, cái không khí nó oi bức đó. Một chỗ nó chịu không nổi, nó nóng lắm, thấy tội nghiệp. Rồi xong rồi cô bác ơi, vậy là ăn cơm thôi. Bữa nay là nấm kho, bữa nay là canh mướp với dưa leo, cơm nước chấm điện thoại của siêu đồ bếp, cơm cái này là thịt kho, cái này nước chấm, cái này canh mướp. Rồi vậy thôi ăn của bác ơi. Còn cái máy này thì nó sáng hơn cái máy kia ha, thì cũng đẹp hơn ha. Rồi xong rồi, phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Quay ở ngoài cho cô bác xem cái này chắc này gió hầu vô ngoài nó gió mát quá, mở một cái thằng nhỏ nó ra nó mừng liền. Mực chị ta thấy cưng lắm nha, ra giường là chạy theo đó, chạy chừng nào mình vô nó mới vô đó chứ nó không vô trước đó, trung thành lắm nha. Mà nó có cái bệnh bệnh sủa của bác ơi, nửa đêm mà cô bác nào mà nóng tính mà nuôi con chó nào được mới sợ sủa lần nào nó sủa, mà nó sủa rồi đố của bác la nó được đó, nó bị cái bệnh sủa, phải không con? Phải không? Thôi nhưng mỗi người cái bệnh của bác ơi, mỗi người có một cái bệnh chứ không ai toàn vẹn chứ. Trời ở ngoài nè của gió ù ù ha, thì sáng đi chọc dừa nữa, chọc dừa bắt đầu mới đi chợ lấy đồ rồi bắt đầu mới trở về nấu cơm ở giấc mày xong rồi bắt đầu rửa chén cho mấy đứa con nó ăn, rồi bắt đầu làm phim này rồi bắt đầu cái đi vớt dừa vô, cái bắt đầu đi lục dừa tại vì mới căng cho người ta nữa. Rồi nói chung công việc không kịp, mà cái việc nấu ăn đó, sáng 3 tiếng chiều 3 tiếng thì nó 6 tiếng hồ của mình đó, làm ban đêm là chủ yếu đó. Tại vì nấu cơm thì nó hết tiếng mấy đồng hồ của bác ơi, rồi bắt đầu rửa chén ấy, rồi cho mấy đứa nhỏ ăn nữa, rồi mới dọn dẹp cái nữa, rồi thêm nhỏ này nữa này sao mình mới vô được. Đi đây chơi với nhà đi. Đây là mới được cái gió đó thôi, thôi mà cho gió chút xíu đi cô bác, trời đang mát rồi gió thổi ì ì, ở quê nhờ có gió mà mưa gió là cho mấy đứa nhỏ này vô thì cái nhà quá xá luôn, gió của bác gió ì ì luôn đó, thấy không ta? Gió đó gió về miền xuôi đó. Gió về miền xuôi anh đưa em, thôi mày hết phim rồi. Nhưng con gió mát lắm cô bác, ở quê mở cửa một cái nữa ha cô bác, giờ này gió nè gió ì ì luôn, gió từ đằng sau thông ra đằng trước luôn. Cái nhà mình á thì đáng lẽ không có đóng cửa đâu của tôi, đêm cũng như ngày không có đóng cửa, nhưng mà ngặt cái tụi này nó vô nó vô nhà quá trời, bây giờ phải đóng cửa nè. Chứ ở quê ở đây thì không có đóng cửa, với nhà mình cũng không có cái gì giá trị chứ. Rồi vậy là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rửa tay ăn cơm cô bác ơi, bye bye, hẹn mai gặp lại.